Hả? Nó có gỏi babaya với mango nữa. Đu đủ. Chú muốn lấy một cái rồi. Chú muốn lấy cái nào? Tới nhiều đạn đạn ngon hả? Nó có tôm nè, rồi nó có cá nữa, hạt điều nữa. Chơi đi, có lấy cái gì không chơi đi? Chơi lấy cái gì? Cá nhỏ nhỏ. Đây lên nó ngon lắm đây đó. Đi. Wow. Saki có mua không Saki? Lấy cái gì? Mango hả? Không biết, chắc cũng rẻ à. Đó, còn mấy nhít thì bên đây. 70 một cái hả? 70 một cái. Giờ chắc không biết đấy. Okay. Yeah. And you nè? How much for one? 70 baht. 70, 70. Mà cái này gọi mango. Quý nhưng mà nó bỏ cái shrimp có mì. Đó, nhìn ngon không? Yeah. Nó muốn là bỏ chung hết luôn hay là bỏ separate ra tùy. Cá. Phải bỏ chung luôn không? Bỏ chung rồi. Em thử nhìn thấy là cũng ngon á, cái nước chanh nước đồ làm xịt biết không? Wow. Nhìn ngon quá hả? Vì lấy một cái chọn đầy đủ chung thôi nha. Nhìn đẹp quá hả? Mango không à? Với xoài. À, nó muốn xì bả riêng ra hay là bả chung luôn đá luôn hồi về nhà mình trộn? Bả chung vô. Bả chung vô luôn hả? À, người ta bả riêng đừng bán miếng thôi mình trộn. Bả về bả riêng. Làm tay quá không? Rì. Wow, gỏi xoài. Can I, can we have one like him? Okay. You want same. Yeah. Separate. Yeah, thanks. Spicy. Spicy. Yeah, spicy please. Medium. Medium hay là medium. Medium please. Medium. Yeah, thanks. Wow, medium bao nhiêu. It's okay. Yeah. Oop, that got. Let's see. Bỏ gì? Nước mắm hả? Fish sauce. Fish sauce. Okay. Lemon, tamarind. Oh, okay. Không bóc. Ồ, cái máy ép chanh nó hay vô nè. Ui. Bảo Quyền nó chanh cho nó ép luôn kìa. Ồ, 1, 2, 3, bếp. Rất là hay. Rồi nó bả hạt, bả vỏ bên bên luôn. Bả trái chanh vô. Chanh nó chữa đôi rồi á. Tiện quá hả? Lemon. Là tìm là mắm ớt tỏi. Có bưng cái giặc bằng. Ồ, cái mùi thơm. Ồ, sắp có đẹp.
Rồi. Để đây thấy chứ nữa làm xà bát. Thì cái phiểu hay quá không? Ủa? Everything. Yeah, everything please. Ở đây là dinner, shrimp, fish. Đây là anchor, and cashew. Bây giờ mình trộn lên mình ăn. Rồi cuối cùng hai đứa cũng có được một cái món. Thank you. Cuối cùng hai đứa cũng đã được một cái món gỏi gỏi xoài. Thank you so much.